Kinh văn thông làm một cõi nước Phật tới trải khắp đất ấy, tán rằng đây là biển trang nghiêm cõi nước, màn che xương kết bằng các thứ báu mà để che xương, dùng châu báu trang sức cho màn che xương, thêm nữa dùng các thứ báu kết lạ mà trang sức, hoặc để làm cho nổi bật, hoặc dùng màn mà che, thêm nữa dùng báu kết lại che xương cho màn, đều gọi là lộ mạng. Kinh văn Phật Thích Ca Mâu Ni tới trải khắp đất ấy, tám rằng đây là biến lần thứ hai, biến 200, văn cũng như trên. Kinh văn bấy giờ phương Đông tới đến tập hợp ở đây, tám rằng đây là phần thứ tư, phương Phật yên ổn có ba phần. Phần đầu một phương yên, phần hai các phương khác đều yên như thế, phần cuối để khắp mọi chốn đều yên, đây là phần đầu. Kinh văn thứ tự như vậy tới đầy khắp trong đó, tán rằng các phương khác yên, cùng khắp cả đều yên như thế. Kinh văn bấy giờ chư Phật tới cũng lại như vậy, tán rằng đây là tập hợp phân thân, trong có bốn mục, đây là mục thứ tư, cẩm hoa tặng chủ, có hai phần. Phần đầu thuyết minh việc sai xứ, phần sau thuyết minh việc sai xứ như lệ trước, e rằng văn khác nhau nên lặp lại lệ trước. Đầu tiên nêu ra chư Phật một phương, sau đó như lệ trên nêu lên bảy phương khác. Văn phần đầu có ba ý, đầu tiên bảo rõ trốn đi, thứ đến sai chuyển lời, cuối cùng bảo giác hoa. Chữ đọc là T có nghĩa là sai đem đi, thiết vận viết là chữ, âm đọc là cung có nghĩa là lấy bằng tay nên viết là. Kinh văn bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni tới trụ trong hư không, tám rằng dưới là chính thức mở tháp có ba phần. Phần đầu xong việc rồi trụ trong hư không, phần hai bấy giờ đại chúng đứng dậy mà nhìn, cuối cùng Thích Ca chính thức mở. Đây là phần đầu vì tháp vọt lên trên không cho nên theo tháp mà trụ. Kinh văn tất cả tứ chúng tới một lòng ngắm Phật, tám rằng đây là phần nói về đại chúng lúc ấy đều đứng dậy ngắm. Kinh văn thế là Phật Thích Ca Mâu Ni tới mở cửa thành lớn, tán rằng đây là Phật chính thức mở làm điểm cát tường nên dùng tay phải. Chữ đọc là dược, sách Ngọc Thiên giải thích dược là môn kiện có nghĩa là cái then cửa, sách Thuyết Văn giải thích là cái chốt ở phía dưới cửa. Quan Hạ Đỗ vùng Quan Tây gọi đó là dược, nghĩa như là chữ cổ. Phường Ngôn Quan Đông gọi cái đó là kiện, có chỗ viết là. Sách Tự Lâm nói rằng sách vở tục gọi là đồng, là điếm. Sách Tòa Văn của Hà Thừa Thiên nói vùng Quan Tây gọi sách vở là thư dược, đó chẳng phải là nghĩa trong kinh này. Kinh văn ngay lúc ấy tất cả đại chúng trong hội tới mà tới nơi đây, tán rằng trong đoạn lớn thứ hai nói về việc mở tháp nghe thuyết chứng minh kinh này là đáng trọng có ba phần, thì đây là phần thứ ba thuyết minh về việc nhìn thấy Phật và tán thán có hai phần nhỏ. Phần đầu nhìn thấy thân Phật, nghe thấy lời Phật, phần sau tán thán giác hoa, đây là phần đầu. Kinh văn bấy giờ tứ chúng tới và trên Phật Thích Ca Mâu Ni tán rằng đây là tán thán giác hoa. Kinh văn bấy giờ Phật Đa Bảo tới có thể tới tòa này, tán rằng đây là đoạn lớn thứ hai trong trường hàng chiêu mộ đại chúng đến nghe thuyết kinh rồi mới phó chúc, có ba phần. Đầu tiên là cùng ngồi trong tháp, sau đó là chúng ở trên không, cuối cùng là khuyến thuyết phó chúc. Văn phần đầu có hai ý, đầu tiên là bảo mệnh, sau đó là ngồi, đây là bảo. Kinh văn tức thì Phật Thích Ca Mâu Ni tới ngồi kiết già, tán rằng đây là ngồi. Hỏi vì sao hai Phật cùng ngồi một tòa, đáp rằng luận rằng đó là để thị hiện các hóa Phật, phi hóa Phật, pháp thân Phật, báo thân Phật, đều là để hoàn thành đại sự, tức là để hoàn thành một đại nhân duyên. Thêm nữa để biểu thị ba thừa cùng ngồi trên giường nhất thừa, chúng sinh cũng cùng ngồi một tòa nhất thừa. Kinh văn bấy giờ đại chúng tới đều ở trong hư không, tán rằng dưới là một đại chúng ở trong hư không có hai phần. Phần đầu là thỉnh, phần sau là dẫn. Đây là phần đầu. Kinh văn ngày lúc ấy Phật Thích Ca Mâu Ni tới đều tại hư không, tán rằng đây là dẫn trụ không, biểu thị ý nghe nhất thừa trụ Phật quả. Kinh văn dùng âm thanh lớn tới phó chúc cho, tán rằng đây là khuyến thuyết phó chúc, đây là điều Thích Ca chiêu mộ khuyến thuyết, đọc sẽ hiểu. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới chẳng tha thiết vì pháp, tán rằng dưới là 48 tụng chia làm hai phần.
12 tụng đầu tụng việc tháp vọt lên nghe pháp chứng kinh thắng diệu như đã nói trên. 36 tụng sau tụng về mục khuyến mộ các chúng thuyết kinh nói lời phó chúc. Trong phần đầu lại chia làm hai, một phần đầu gồm một tụng rưỡi tháp vọt lên ấn chứng việc thuyết pháp khuyến khích mọi người. Hai, phần sau gồm 10 tụng rưỡi mở tháp nghe thuyết để khuyến khích mọi người. Đây là phần đầu kinh văn. Phật này đã diệt độ tới thượng vị để nghe pháp. Tán rằng dưới là mục mở tháp nghe thuyết để khuyến khích mọi người có hai mục. Mục đầu gồm hai tụng, tụng về nhân duyên. Mục sau gồm 8 tụng rưỡi, tụng về việc mở tháp, chẳng tụng về mục thứ ba trước kia. Thấy Phật rồi tán thán, đây là mục đầu. Tiếng Phạm A Tăng Xí Gia ở phương Tây gọi là vô ương số, chữ ương có nghĩa là tận. Vậy vô ương số có nghĩa là vô tận số, số vô tận. Chữ ương có bản chép là, đọc là ưởng. Thuyết văn giải thích là cảnh triệt, tước dây giảm cổ ngựa trong bộ cương ngựa, chữ đọc là triệt. Chẳng đúng với nghĩa ở đây, mấy chữ tại tại sở vãng. Trong bản này có chép là tại tại sở trụ, tại tại dĩ trụ. Nếu nhắc lại sở trụ thì văn nghĩa sẽ trùng lặp, vì vậy nên theo bản này đọc là tại tại sở vãng, có nghĩa là mọi chỗ đi tới, mọi chốn sở tại, ý nói khắp nơi khắp chốn đến bất cứ đâu. Kinh văn: và phân thân của ta tới làm cho nước thanh tịnh. Tán rằng dưới là tụng về việc mở tháp chia làm 4, 3 tụng đầu phân thân tập ý, 1 tụng biến độ, 2 tụng rưỡi Phật ngồi, 2 tụng hiện thân tỏa hương lợi sinh thuyết pháp. Đây là hai phần đầu kinh văn. Chư Phật ai nấy đều tới đốt đuốc to lửa sáng, tán rằng đây là mục nói về Phật ngồi. Chữ đọc là cự, sách Ngọc Thiên giải thích là đuốc đốt bằng củi bó lại. Kinh văn: thần tỏa hương kỳ diệu tới làm cho pháp trụ lâu. Tán rằng đây là mục nói về Phật hiện thân tỏa hương lợi sinh thuyết pháp. Hoặc Thích Ca tự mình xuất hương hoặc phân thân xuất hương. Nếu đọc qua văn bản thì thấy dường như phân thân xuất hương, trưởng hàng chỉ nói Thích Ca thắp hương đãi khách, chẳng phải là khách đem hương ra để thế chủ. Cho nên cần phải biết rằng không nhất định phải là khách xuất hương. Như gió làm gãy cành cây hóa nhân theo bản thân mình, như gió thổi làm cỏ rạp theo, vì dễ có thể thành tựu. Kinh văn bảo với đại chúng rằng tới phải nên biết ý này. Tán rằng dưới là 36 tụng, tụng về mục mộ chúng thuyết kinh, nói lời phó chúc như đã nói ở trên, trong chia làm 3 phần. Phần đầu gồm 9 tụng rưỡi, nói về ý khuyến mộ đại chúng để thuyết kinh. Phần 2 gồm 19 tụng, so sánh hơn kém. Phần cuối gồm 7 tụng rưỡi, lại khuyến mộ mọi người kết thành thắng hạnh. Phần đầu lại có 3 phần. 3 tụng rưỡi đầu, mộ người trì giữ đọc tụng kinh này, khiến họ tự thể hiện Phật hiện tại biết tâm của họ. 4 tụng sau, mộ người hộ pháp, khiến họ tự nguyện. 2 tụng cuối, mộ người thuyết pháp để được gặp chúng ta chỉ chư Phật, khuyên hãy phát nguyện. Đây là phần đầu. Kinh văn: các hàng Phật tử thầy tới các thế giới vô lượng, tán rằng đây là khuyến mộ người hộ pháp khiến họ tự nguyện, chia làm 4 mục. Một tụng khuyến mộ hộ pháp, một tụng hộ pháp tức là cúng dường ta và đa bảo, một tụng thuyết đa bảo hộ pháp. Một tụng hộ pháp tức là cúng dường hóa Phật. Kinh văn: nếu người thuyết kinh này tới nên phát nguyện rộng lớn, tán rằng hai tụng này, một tụng khuyến mộ thuyết pháp đó là để được gặp ta chỉ Phật Thích Ca, cả Phật đa bảo và hóa Phật. Một tụng khuyên hãy phát nguyện. Kinh văn: bao nhiêu kinh điển khác tới thế thì là rất khó. Tán rằng dưới là 19 tụng so sánh hơn kém, trong đó chia làm 6 phần. 1. 5 tụng đầu so sánh thuyết khó. 2. 2 tụng sau so sánh chép khó. 3. 2 tụng sau nữa so sánh đọc khó. 4. 2 tụng sau nữa so sánh vì một người thuyết khó. 5. 3 tụng sau nữa so sánh nghe khó. 6. 5 tụng cuối so sánh chỉ khó. Đây là phần đầu, 4 tụng đầu nêu lên cái dễ, 1 tụng sau so sánh với kinh này khó tín, khó giải, khó nhập, lý trí thâm diệu cho nên đào luyện khó thành, chẳng giống với 4 thần thông trước đây có thể chứng đắc. Chữ đọc là trịnh, trịnh có nghĩa là ném. Thời cổ viết là kinh văn, giả sử lại có người tới đây mới là rất khó, tán rằng đây là so sánh chép khó. Chữ đọc là bả có nghĩa là cầm nắm.
có bản chép là Bà Ba, có nghĩa là bò, nay lấy chữ với nghĩa cầm nắm. Kinh văn nếu đem cả đại địa tới đây mới là rất khó. Tán rằng đây là so sánh đọc khó. Kinh văn giả sử gặp kiếp thiêu tới đây mới là rất khó. Tán rằng đây là so sánh thuyết cho một người khó. Kinh văn nếu chỉ giữ 8 vạn tới đây mới là rất khó. Tán rằng đây là so sánh nghe khó. Kinh văn nếu có người thuyết pháp tới đây mới là rất khó. Tán rằng dưới là 5 tụng so sánh chỉ khó. Trong chia làm 2, 3 tụng đầu so sánh, 2 tụng sau kết luận chỉ thắng. Đây là phần đầu. Kinh văn ta vì hộ Phật đạo tới, tức là chỉ Phật thân. Tán rằng đây là kết luận chỉ thắng. Kinh văn các thiện nam tử này tới nên tự nói lời thề. Tán rằng dưới là 7 tụng rưỡi lại khuyến mộ mọi người lần nữa kết luận thắng hạnh chia làm 5 phần. 1. Một tụng rưỡi khuyến mộ người chỉ kinh khiến họ thề. 2. Một tụng rưỡi thuận Phật tâm. 3. Một tụng rưỡi thuận chính hạnh. 4. Một tụng nối ngôi Phật. 5. Hai tụng lợi thế gian. Đây là phần đầu. Kinh văn. Kinh pháp này khó chỉ tới được chư Phật tán thán. Tán rằng đây là tán thán thuận Phật tâm. Kinh văn. Thế là rất dũng mãnh tới quả Phật đạo vô thượng. Tán rằng đây là thuận chính hạnh. Tiếng phạm đỗ đa phương đây gọi là trừ bỏ, phiên sai là đầu đà. Đây có 12 hạnh như trong Du Già nói về Thanh Văn Địa. Kinh văn có thể ở đời sau tới chủ nơi thuần thiện địa. Tán rằng đây là nối ngôi Phật quyết định tín sậu dày thì gọi là thuần thiện địa. Có bản chữ thuần viết là thuần đều chỉ có nghĩa là thiện cả. Kinh văn sau khi Phật diệt độ tới đều đáng nhận cúng dường. Tán rằng đây là lợi thế gian. Một tụng đầu là trí nhãn, một tụng sau đều đáng nhận cúng dường. Kinh Hoàng Nghiêm nói rằng nếu hút được cả tam thiên đại thiên thế giới suốt cả một kiếp, việc đó chưa coi là khó thì việc tin pháp này lại là rất khó. Mọi thứ cúng dường, mọi thứ nhạc cụ của số loài chúng sinh nhiều bằng đại thiên trần số, công đức ấy nếu đem so với công đức của việc tin pháp này thì việc tin tưởng pháp này có công đức thù thắng hơn. Nếu chỉ giữ 10 phương cõi trong bàn tay trụ trong hư không suốt cả một kiếp, việc làm đó chưa phải là khó thì việc tin ở pháp này lại là rất khó. Mọi thứ cúng dường, mọi nhạc cụ của trần số chúng sinh trong 10 cõi Phật, công đức ấy nếu đem so với công đức của việc tin pháp này thì việc tin tưởng pháp này có công đức thù thắng hơn nhiều. Quyển thứ 9, phần trước. Sa môn Quy Cơ chùa Đại Từ Ân Soạn, phẩm Đề Bà Đạt Đa. 3 môn phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý có 3 ý. 1. Luận giải ký thứ 4 trong 6 ký vô oán ký, nói rằng việc thụ ký cho Đề Bà Đạt Đa để chứng tỏ Phật Thế Tôn không hề có oán kết, cho nên có phẩm này. 2. Trong 4 phẩm tán trọng lưu thông, đây là thứ 3, nêu rõ người trì kinh này đáng được tôn trọng vì chẳng tiếc thân mạng để cầu pháp này, lấy thân làm giường ở nơi nhà thủ oán, cho nên mới có phẩm này. 3. Nêu bật kinh này diệu dụng lợi ích vô biên, thành đạo cũng nhanh, tức là hải hội đại chúng long nữ thành đạo, cho nên có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Đề Bà là thiên, Đạt Đa là thụ. Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật, là con của Hộc Phạn Vương. Người này do cầu xin với trời mà được, trời trao cho người này nên gọi là thiên thụ. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi phẩm này cũng thuyết minh về việc long cung dũng xuất, long nữ thành đạo, cớ sao lại chỉ lấy thiên thụ Đề Bà Đạt Đa để làm tên gọi của phẩm. Đáp: thiên thụ lương duyên đó chính là thầy của Thích Ca. Những thứ khác tuy tỏ rõ thắng đức như chẳng phải bản sự của Phật, cho nên không lấy để làm tên gọi của phẩm. Thêm nữa, đặt tên theo lúc ban đầu, thiên thụ là sự việc đã qua, còn long cung dũng xuất được coi như sự việc hiện tại. Hỏi: vì sao long cung dũng xuất, long nữ thành đạo chẳng lập thành phẩm riêng mà lại ghép vào với chuyện thiên thụ? Đáp: văn thù là thiện hữu thuận duyên, chẳng phải là lương duyên trái ngược. Thiên thụ thì chẳng thế, để tỏ rõ kinh này đáng trọng, cho nên lấy nghịch duyên làm tên gọi của phẩm. Để khuyến khích người ta chỉ kinh nên chẳng lấy thuận duyên làm tên gọi của phẩm, vì đều là bạn tốt của kinh cả, cho nên gộp lại làm một phẩm. Kinh văn: bấy giờ Phật bảo tới không hề lười nhác uể oải. Tán rằng đại văn phẩm này chia làm 2 phần.
Phần đầu thuyết minh về thiên thụ là thiện hữu nghịch duyên của bản thân Phật. Phần này muốn nói rõ chỉ cần là có khả năng trì kinh thì bất kể là oán hay thân đều là thiện hữu cả. Phần sau thuyết minh về văn thù cùng mọi chúng sinh là thiện hữu thuận duyên. Thuyết kinh ích lợi nhiều có lực nhanh chóng, phần đầu lại chia làm ba. Một, đầu tiên nói rõ xưa kia Phật trọng pháp để cầu kinh. Hai, thứ đến là nói rõ thiên thụ do kinh mà sau này sẽ làm Phật. Đó là đoạn từ bảo với tứ chúng để bà đạt đa trở xuống. Ba, cuối cùng là kết luận nghe kinh được ích lợi. Đó là đoạn từ Phật bảo các tỳ kheo trong đời vị lai trở xuống. Phần đầu này lại chia làm hai phần. Một, đầu tiên nói rõ xưa kia cầu pháp. Hai, sau đó thuyết minh về kết hội xưa nay. Đó là phần cuối của kệ văn, trong phần đầu lại chia làm hai. A, phần đầu là trường hàng và kệ thuyết minh về việc cầu pháp. B, phần cuối là hai tụng nói về con đường cầu pháp. Phần trường hàng ở đầu chia làm ba. Một, đầu tiên thuyết minh về cầu pháp. Hai, thứ hai thuyết minh về tu hành. Ba, cuối cùng thuyết minh về tìm kiếm. Đó là đoạn từ đánh trống hạ lệnh trở xuống. Đây là phần đầu. Chữ có âm đọc là quyện, đúng ra phải viết là Ngọc Thiên giải thích quyện là lười nhác uể oải, có nghĩa là vất vả cực nhọc phải dừng nghỉ. Cũng có lúc viết là hoặc. Chữ này chẳng biết có xuất xứ từ đâu. Kinh văn, ở trong nhiều kiếp tới tâm chẳng thoái chuyển, tán rằng dưới là thuyết minh về tu hành. Có bốn mục: một, ngôi cao mà có thể xuống thấp; hai, tâm hèn kém mà có thể trở thành thắng trội; ba, của khó mà có thể thí xả; bốn, ngôi khó mà có thể vứt bỏ. Đây là hai mục đầu. Kinh văn, vì muốn thỏa mãn tới giao chính sự cho thái tử, tán rằng đây là hai mục cuối. Đoạn từ người đời thời ấy trở xuống là một ngôi khó mà có thể vứt bỏ. Trong mục của khó mà có thể thí xả thì A, đầu tiên là ý thí xả; B, sau đó là các thứ thí xả. Trong các thứ thí xả thì đầu tiên là ngoại tài, sau đó là nội tài. Quyền có nghĩa là vứt bỏ. Đối với vua thì là chính quyền, đối với bề tôi thì là chức sự. Này bỏ chính quyền của vua, vua chẳng coi đó là nhiệm vụ của mình. Kinh văn, đánh trống hạ lệnh tới cung cấp sai khiến, tán rằng đây là thuyết minh về việc tìm kiếm cầu pháp. Kinh văn, bấy giờ có vị tiên tới sẽ tuyên thuyết cho, tán rằng đây là thuyết minh về việc tiên hứa. Kinh văn, vua nghe tiên nói tới thân tâm không mỏi, tán rằng đây là thuyết minh về tùy thuận. Có hai mục: mục đầu hạnh khó mà có thể tu được, mục sau việc khó mà có thể bền bỉ lâu được. Đây là mục đầu, cho đến có nghĩa trong khoảng giữa đã trải qua vô lượng sự nghiệp, nhưng dù bị đánh mắng vân vân cũng chẳng hề lùi. Kinh văn, bấy giờ phụng sự tới chẳng để thiếu thốn gì, tán rằng đây là một việc khó mà có thể bền bỉ lâu được. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới thân phải làm tôi tớ, tán rằng dưới đây là năm tụng rưỡi, tụng các mục trên, trong chia làm ba phần: hai tụng đầu cầu pháp, một tụng rưỡi tiên hứa, hai tụng tùy thuận. Đây là phần đầu. Chữ thôi ở phương đây có nghĩa là đánh gõ, có bản viết là trùy, có nghĩa là gõ bằng dùi. Chữ này do các chữ ghép lại, có bản viết là đọc là trùy, vùng Quan Đông gõ bằng dùi gọi là trùy, còn vùng Quan Tây gọi là trích. Hai chữ đều chẳng hợp với kinh nghĩa. Kinh văn, bấy giờ có tiên A Tư tới, ta sẽ thuyết cho ngươi, tán rằng đây là tiên hứa. Tiên A Tư ở phương đây gọi là vô tỷ. Kinh văn, khi vua nghe tiên nói tới thân tâm không lười oải, tán rằng đây là tùy thuận. Chữ đọc là qua, sách Ngọc Thiên nói quả là chỉ loại như đảo mận, qua là chỉ loại dưa bí vân vân. Thêm nữa lại có hạt thì gọi là quả, loại không có hạt thì gọi là qua. Thêm nữa quả của loại cây thân gỗ thì gọi là quả, quả của loại thân thảo thì gọi là qua. Lại nữa ở trên cây thì gọi là quả, ở trên đất thì gọi là qua. Kinh văn, vì khắp các chúng sinh tới nên nay thuyết cho ông, tán rằng đây là hai tụng thuyết minh về con đường cầu pháp, khuyên phải chăm học. Kinh văn, Phật bảo các tỳ kheo tới vì bậc thiện tri thức, tán rằng đây là thuyết minh về kết hội xưa nay. Có hai phần, phần đầu là kết hội, phần sau là lãnh nhiệm. Lãnh nhiệm có hai. Phần đầu là lãnh 11 biệt đức, phần sau là lãnh hai loại biệt đức, tức là thành chính giác, độ chúng sinh.
Kinh văn bảo với tứ chúng tới trụ bậc bất thoái chuyển, tán rằng dưới thuyết minh về thiên thụ nhờ kinh mà sau này sẽ thành Phật. Vì làm việc tổn hại nên dẫu gần mà vẫn chìm đắm, nhưng nhờ lực của kinh nên sẽ thành thắng quả. Kinh Vô Cấu nói, những vị thị hiện thành ma vương, phần nhiều đều là các vị Bồ Tát giải thoát bất khả tư nghị. Chỉ có hương tượng mới chọi được với hương tượng, chứ lửa thì chẳng kham nổi, cho nên biết là thiên thụ thị hiện ra như vậy. Thụ ký có hai loại, đầu tiên là thụ ký cho hiện tại, sau đó là thụ ký cho sau khi diệt độ. Đây là thụ ký cho hiện tại có 4, 1 tự thể, 2 tên cõi, 3 trụ thọ, 4 lợi ích. Kinh văn, bấy giờ thiên vương Phật tới bất thoái chuyển, tán rằng đây là thụ ký sau khi diệt độ có 4, 1 pháp trụ, 3 cúng dường, 2 dựng tháp, 4 lợi ích. Kinh văn, Phật bảo các tỳ kheo tới hoa sen hóa sinh, tán rằng đây là đoạn thứ 3 kết luận nghe kinh được ích, tín tâm chẳng nghi sẽ đủ 5 đức. 1. Chẳng đọa vào ba nẻo ác. 2. Sinh ở trước Phật. 3. Thường nghe kinh này. 4. Sinh ở cõi người, cõi trời được thụ lạc. 5. Hóa sinh trước Phật. Phàm a nạn thì có 8 thứ. 3 nạn đầu là bị đọa vào ba nẻo ác. 4. Là sinh trước Phật, sau Phật. 5. Là các căn chẳng đầy đủ. 6. Là tà kiến, thế trí, biện thông. 7. Là ở vùng biên giới cùng vùng Bắc Châu. 8. Là ở trường Thọ Thiên. Thành thật luận nói bốn vòng tứ luân diệt được 8 nạn. 1. Trụ thiện xứ ở chốn thiện, có nghĩa là sinh ở giữa nước. Như vậy thì trừ được 5 nạn, tức ba nẻo ác, biên địa và trường thọ thiên. 2. Y thiện nhân, nương nhờ người thiện, có nghĩa là gặp Phật. Như vậy thì trừ được nạn sinh trước Phật, sau Phật. 3. Phát chính nguyện, chỉ chính kiến. Như vậy thì trừ được tà kiến, thế trí, biện thông. 4. Từ trước bồi dưỡng thiện căn, như vậy thì trừ được nạn các căn chẳng đủ. Này nói chẳng đọa địa ngục, vân vân, tức là lìa được nạn ba đường ác. Sinh ở trước Phật, có nghĩa là trừ được nạn sinh trước Phật, sau Phật. Thường nghe kinh này thì trừ được tà kiến, thế trí, biện thông. Sinh ở cõi người, cõi trời được thụ lạc, thì trừ được nạn các căn chẳng đủ. Hóa sinh trước Phật thì trừ được nạn sinh ra ở biên địa, vùng biên giới, Bắc Châu và trường thọ thiên. Kinh văn, bấy giờ hạ phương tới sẽ về bản thổ, tán rằng dưới là đoạn lớn thứ hai trong phẩm thuyết minh về văn thủ là thiện hữu thuận duyên thuyết kinh, lợi ích nhiều mau chóng, trong đó chia làm 4 phần. 1. Trí tích thỉnh về. 2. Thích ca giữ lại. 3. Văn thủ vọt ra. 4. Trí tích bản luận. Đây là phần đầu. Nghiệm ý văn này, trí tích thỉnh về chứng tỏ việc thuyết kinh đã xong, cho nên biết rằng 8 phần chính tông là thắng trội. Hỏi, vì sao mà bạch với đa bảo mà Thích Ca lại giữ lại? Đáp, thị giả thỉnh về, cho nên bạch với đa bảo, vì đạo chủ khách nên Thích Ca giữ ở lại. Kinh văn, Phật Thích Ca Mâu Ni tới có thể trở về cõi nước của mình, tán rằng đây là mục hai Thích Ca giữ ở lại. Kinh văn, bấy giờ văn thủ sư lợi tới đến núi Linh Thứ, tán rằng dưới là mục ba văn thủ dũng xuất, có hai phần, phần đầu vọt ra, phần sau tử hoa bước xuống kính lễ, đây là phần đầu. Hỏi, nêu ra ở đầu kinh và đáp đều có di lạc ở trong hội, cớ sao đây lại nói là Long Cung vọt ra? Đáp, lợi ích lắm mối, đi ở đều có ích cả. Phật sáng thuyết nhất thừa rồi liền ẩn mà chẳng hiện, nay để chứng nghiệm mới xuất Long Cung. Vậy thì từ biển vọt ra đi đến Linh Sơn cũng có gì là sai đâu. Kinh văn, tử hoa sen bước xuống, tới lùi về ngồi ở một phía, tán rằng đây là bước tử hoa xuống mà kính lễ. Kính lễ Thế Tôn rồi cũng thăm hỏi Bồ Tát. Hỏi, phân thân cũng có mặt ở đó chứ chẳng phải chỉ có hai Phật, cớ sao văn thủ chỉ lễ hai Phật? Đáp, cứ vị nào gần thì quy kính, chứ không hẳn là phải lễ khắp lượt. Gần thì quy kính, chẳng cần lễ khắp cả phân thân. Thêm nữa hiện tiền dễ lễ, trốn xa khó quy. Cho nên biết rằng thượng nhân Đông Thổ chỉ lễ hai thánh, chỉ Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Quan Âm Dâng Châu chỉ chia làm hai phần, lúc ấy phân thân cũng ở đó mà có sai đâu. Kinh văn, trí tích Bồ Tát tới số ấy là bao nhiêu? Tán rằng dưới là trí tích luận bàn có hai phần. Phần đầu phân tích về số được hóa độ nhiều ít bao nhiêu, phần sau phân tích về sự hóa độ lâu mau ra sao. Đó là đoạn sau kệ từ trí tích hỏi trở xuống, phần đầu nêu rõ hai lợi ích,
Một, số được hóa độ rất đông. Hai, số được giáo hóa rất khó vì đều từ thanh văn mà nhập đại thừa. Phần sau cũng có hai lợi ích. Một, thành đạo mau chóng. Hai, chuyển được ác thân, bỏ được tướng mạo súc sinh, chuyển chất nữ nhân. Đó đều là nhờ lực của kinh mà được như vậy. Văn phần đầu có 6 mục. 1. Hỏi hóa được bao nhiêu? 2. Đáp số nhiều vô tận. 3. Long cung vọt ra. 4. Văn thủ chỉ thị. 5. Trí tích tán dương. 6. Văn thủ mách bảo về sự hóa độ. Đây là mục đầu. Nhân sách Chu Lễ nói đến 6 đức, trong đó nhân là 1. Trịnh Huyền nói rằng yêu người, yêu đến cả vật đó gọi là nhân. Trên dưới thân nhau, đó gọi là nhân. Quý trọng người hiền, thân với người thân gọi là nhân. Hy sinh thân mình tác thành cho người, đó gọi là nhân. Nhân là nhẫn vậy. Ưa sinh ghét sát, đó gọi là nhân. Thiện ác đều ba dung nhẫn nhịn, đó gọi là nhân. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới tự mình sẽ chứng, tán rằng đây là đáp số nhiều vô tận. Từ tu du, sách Ngọc Thiên giải thích là giống nghĩa của Nga khoảnh, có nghĩa là chốc lát. Có chỗ nói rằng tự mình sẽ chứng chi, thanh âm chẳng tới được đây. Kinh văn, lời nói chưa hết được tới nghĩa không của Đại Thừa, tán rằng đây là từ Long Cung vọt ra, có hai phần. Đầu là vọt ra rồi đến núi Linh Thứ, sau là hóa đức của văn thủ. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới việc ấy như vậy, tán rằng đây là văn thủ chỉ thị. Kinh văn, bấy giờ trí tích tới khiến chóng thành Bồ Đề, tán rằng đây là văn thủ tán dương. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới diệu pháp hoa kinh, tán rằng đây là văn thủ mách bảo về sự hóa độ. Kinh văn, trí tích Bồ Tát tới chóng được thành Phật hay không, tán rằng dưới là phân tích về sự hóa độ lâu mau ra sao, có 4 phần. 1. Trí tích hỏi. 2. Văn thủ đáp. 3. Trí tích nghi. 4. Long nữ hiện. Đây là phần đầu. Kinh văn, văn thủ sư lợi tới có thể tới được Bồ Đề, tán rằng đây là một văn thủ đáp có 16 đức. 1. Rồng. 2. Nữ. 3. Nhỏ. 4. Trí tuệ lanh lợi. 5. Trí căn. 6. Đắc pháp tổng trì. Đây là văn trì. 7. Đắc định. 8. Liễu pháp. 9. Đắc bất thoái. 10. Biện tài. 11. Từ niệm. 12. Cụ đức. Đức đầy đủ. 13. Tấn biện. 14. Sở thuyết sâu xa. Biện bạch nhanh. 15. Nhân tử khiêm nhún. 16. Hỏa nhã. Như trên thì nữ này trong tới Bồ Đề sát na khoảnh chỉ thời gian cực ngắn chốc lát. Câu xã luận nói 120 sát na là lượng đát sát na. Lạp phọc bằng 60 sát na bằng 30 tu du chốc lát. Ở đây chỉ ở Ấn Độ 30 ngày đêm ở đây là 1 tháng, 30 ngày đêm 12 tháng là 1 năm. Ở Trung Hoa thì đêm giảm một nửa. Kinh Hoa Nghiêm nói về Bồ Tát Thập Tín, tám tướng thành đạo. Nay có khi nói về điều này để khuyên bảo mọi người. Trong kinh Già Gia Sơn Đỉnh, Tịnh Quang Thiên Tử hỏi có mấy loại phát tâm, văn thủ sư lợi đáp, có 4 loại. 1. Chứng phát tâm có nghĩa là nhập sơ địa. 2. Hành phát tâm 6 địa tiếp theo. 3. Bất thoái phát tâm 8 địa cửu địa. 4. Nhất sinh bổ xứ phát tâm có nghĩa là đệ thập địa. Này long nữ này có khi là loại phát tâm thứ tư, hóa làm long nữ nhỏ mà có thể học pháp hoa chóng được Bồ Đề. Đó là để khuyến khích mọi người, chứ thực ra chẳng phải thế. Văn thủ vấn Bồ Đề Kinh nói rằng, trong 4 loại phát tâm này, loại đầu vượt quá thanh văn, loại 2 vượt quá độc giác, loại 3 vượt quá bất định địa, loại cuối an chủ định địa. Cứ tăng thắng mà bàn chẳng trái ngược với kinh trước. Theo Pháp Ấn Kinh thì Bồ Đề Tâm có 7 loại, theo Pháp Bồ Đề Tâm Luận thì có 10 loại phát tâm. Theo Bồ Tát Địa thì có 4 duyên 10 loại phát tâm, ngại dườm nên tạm dừng. Kinh văn, trí tích Bồ Tát tới liền thành chính giác, tán rằng đây là trí tích nghi có 4 điều. 1. Thời gian dài. 2. Hành rộng. 3. Ở khắp. 4. Ý lớn mới được Bồ Đề cho nên sinh nghi. Kinh văn, ngôn luận chưa xong tới độ thoát cho chúng sinh bị khổ, tán rằng dưới là long nữ hiện ra có 4 phần. 1. Long nữ xuất hiện tán thán. 2. Thu tử tức xá lợi phất bày tỏ điều nghi ngờ. 3. Long nữ đạo thành. 4. Các chúng đương thời được ích lợi. Đây là phần đầu có 2 mục. A. Mục đầu xuất hiện rồi thì quy kính. B. Mục sau tán thán bằng tụng. Trong 3 tụng rưỡi có 2 ý. 2 tụng rưỡi đầu là tán thán, 1 tụng sau là bày tỏ lòng thành. Đây là phúng tụng kệ. Kinh văn, bấy giờ xá lợi phất tới sự này khó tin, tán rằng dưới là thu tử
bày tỏ điều nghi vấn có hai phần. Phần đầu nêu vấn đề, phần sau giải thích. Đây là phần đầu. Kinh văn sở dĩ như vậy là vì sao tới chóng được thành Phật? Tán rằng đây là phần giải thích có ba điều. Một, nếu thân uế tạp thì chẳng được thành Phật, vì Phật là biết dựa vào thắng pháp, thắng nhân. Hai, thời gian ít thì chẳng được thành Phật, vì quả Phật mầu nhiệm to lớn. Ba, nếu chướng ngại thì chẳng được thành Phật, vì lìa chướng vô ngại mới viên giác. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội nói, Thượng tọa Tỳ Kheo bảo Tuệ Thí rằng, chẳng thể là thân nữ nhân mà được thành Phật đạo, vì có ba sự chướng, năm sự ngại. Ba sự chướng đó là những gì? Đó là một, ở nhà phải theo sự chế định của cha mẹ. Hai, lấy chồng phải theo sự chế định của chồng. Ba, chồng chết phải theo sự chế định của con. Cũng giống như nghĩa tam tổng trong sách Thế Tục, năm ngại cũng giống ở đây. Tức là điều kinh đó nói rằng, một, chẳng được làm phạm thiên, vì cõi trời này giữ hạnh thanh tịnh, không có hành động nhơ bẩn, tu tứ đẳng tâm, khéo đặt tứ thiền mới được lên cõi phạm thiên, dâm đãng vô độ, lại là nữ nhân, cho nên chẳng được làm phạm thiên. Hai, chẳng được làm đế thích, vì cõi trời này dũng mãnh ít dục mới làm đế thích, còn nữ nhân thì tạp ác đủ thứ, cho nên chẳng được làm đế thích. Ba, chẳng được làm ma vương, vì cõi này mười thiện đầy đủ, tôn kính tam bảo, phụng sự cha mẹ, khiêm tốn cung thuận, đối với người lớn tuổi mới làm ma vương, còn khinh mạng chẳng thuận, hủy mất chính giáo mới là nữ nhân, cho nên chẳng được làm ma vương. 4. Chẳng được làm luân vương, vì bậc này thực hành đạo Bồ Tát, thương xót chúng sinh, cúng dường tam tôn, tiên thánh sư phụ mới làm luân vương. Làm chủ bốn cõi thiên hạ, giáo hóa thực hành 10 điều thiện, tôn sùng đạo đức mới làm luân vương, vì không có tịnh hạnh mà là nữ nhân nên không được làm luân vương. 5. Chẳng được làm Phật, vì quả vị này là do hành Bồ Tát tâm xót thương hết thảy, đại tử đại bi, mặc giáp đại thừa, tiêu năm ấm, hóa sáu suy, hành tam muội, giải nhị vô ngã, chứng vô sinh nhẫn, thể đạt hết thảy mới được thành Phật. Nữ nhân không có các sự trên cho nên chẳng được thành Phật. Bồ Tát Địa Kinh nói, hết thảy nữ nhân thành tựu phiền não, các trí nhiễm ô, chư Phật chẳng dùng ác thân mà có thể chứng được vô thượng đại bồ đề, cho nên nói rằng nữ nhân chẳng được làm Phật. Kinh văn, bấy giờ long nữ tới lại mau hơn việc này. Tán rằng dưới là long nữ đạo thành, có hai phần, đầu là dâng châu phát dụ, sau là thị hiện đạo thành. Đây là phần đầu có bốn mục: một, dâng châu; hai, phản vấn; ba, đáp thẳng; bốn, kết dụ. Kinh văn, đương thời chúng hội tới diễn thuyết diệu pháp, tán rằng đây là thị hiện đạo thành, có hai ý: một, hiện thân; hai, hiện quả. Kinh văn, bấy giờ Sa Bà tới thảy đều kính lễ từ xa, tán rằng dưới là đại chúng đương thời được lợi ích có bốn mục: một, mừng lễ; hai, được ích; ba, cõi vô cấu động; bốn, chúng hội tín thụ. Đây là mục đầu. Kinh văn, vô lượng chúng sinh tới được thụ đạo ký, tán rằng đây là chúng sinh cõi ấy được ích lợi. Kinh văn, thế giới vô cấu tới mà được thụ ký, tán rằng đây là cõi vô cấu động, có hai ý: đầu tiên thuyết minh về thấy động, sau đó thuyết minh về đây được ích lợi, do thấy ở đó động bèn chứng đạo quả. Kinh văn, trí tích Bồ Tát tới mặc nhiên tín thụ, tán rằng đây là chúng hội tín thụ. Phẩm trì hai môn phân biệt: một, nói rõ dụng ý; hai, giải thích tên phẩm. Một, nói rõ dụng ý có ba ý. Một, trong bốn phẩm khoa đầu thuyết về tán trọng lưu thông thì ba phẩm đầu tán trọng người và pháp, khuyên người lưu thông, còn một phẩm này thì nói đại chúng đương thời phụng trì kinh này. Hai, theo 12 phẩm thuyết minh về cảnh nhất thừa, trong đó chia làm ba phần. Một, tám phẩm đầu nói ở trên chủ yếu là thuyết minh về quyển thực ba căn đắc ký. Hai, thứ đến ba phẩm nói trên tán thán người pháp khuyến mộ trì hành. Ba, một phẩm trì này vâng mệnh bỏ quyền trì hành thực pháp, vì vậy mà có phẩm này. Ba, luận nói rằng trì lực có ba, đó là phẩm pháp sư phẩm, an lạc hạnh phẩm và khuyến trì phẩm. Pháp sư chung cho cả năng trì và sở trì, an lạc hạnh chỉ là sở trì, phẩm này chỉ thuyết minh về năng trì, vì vậy mà có phẩm này. Hai, giải thích tên phẩm. Trì có nghĩa là trụ lại khiến chẳng hoại, từ các việc sao chép kinh văn cúng dường cho đến tu hành đều gọi là trì cả, chứ chẳng phải chỉ là một thụ trì trong 10 hạnh. Trên đã thuyết minh về việc khuyến mộ người thuyết kinh,
và tán thán những người sao chép đọc tụng kinh này. Này đây nói tới trì, cho nên biết rằng trì là chung cho cả 10 hạnh khiến pháp trụ lâu, chúng sinh lợi ích gọi chung là trì. Cũng có kinh bản lấy đầu đề là khuyến trì phẩm, bản luận cũng nói là khuyến trì phẩm vì trước đây Phật đã khuyến khích khiến trì kinh này, hoặc trong phẩm này Phật chiếu cố Bồ Tát cũng tức là khuyến trì. Lý thì không sai, song phần nhiều các kinh bản chỉ gọi là trì phẩm. Kinh văn: bấy giờ Dược Vương tới thuyết kinh điển này, tán rằng toàn văn của phẩm này chia làm 3 phần. Phần đầu, hai vạn Bồ Tát xin trì ở phương này vì chúng sinh có nhiều điều ác. Phần 2, bốn loại thanh văn xin trì ở phương khác vì chỗ này khó hóa, chẳng thể kham nổi. Phần 3, Phật chiếu cố 80 vạn ước Na Do Tha Bồ Tát vì các vị ấy đều có trì lực thể lớn. Phần đầu này lại có 3 phần. Một, đầu tiên là xin hộ trì. Hai, thứ đến thuyết minh về người ác. Ba, cuối cùng nói rõ chẳng sợ bỏ mạng để trì kinh. Đây là phần đầu. Kinh văn: sau này vào đời ác, tới xa lìa giải thoát. Tán rằng đây là thuyết minh về người ác có 6 điều. 1. Đời ác. 4. Phiền não nhiều ác. 2. Sinh ác. 3. Căn tính ác. 5. Tham danh lợi ác. 6. Trọng muốn giải thoát ác. Tăng thêm bất thiện căn thì nhiều phiền não. Kinh văn: tuy khó thể giáo hóa, tới chẳng thiết thân mạng, chẳng tiếc thân mệnh. Tán rằng đây là nói rõ chẳng sợ bỏ mệnh trì kinh. Do chúng sinh có đủ 6 điều ác, tuy khó thể giáo hóa nhưng ta chẳng sợ. Những ai cần được nhiếp thụ thì ta nhiếp thụ, những ai cần phải chết phục thì ta chết phục, ta quyết bỏ mạng để trì pháp. Kinh văn: bấy giờ trong chúng tới thuyết rộng kinh này. Tán rằng dưới là đoạn thứ 2, bốn loại thanh văn xin trì kinh ở phương khác có 3 phần. Phần đầu 500, phần 2 8000, phần 3 ni chúng, đây là phần đầu. Kinh văn: lại có hạng hữu học, hạng vô học, tới vì tâm chẳng thực. Tán rằng đây là 8 người xin trì kinh. Đầu tiên nêu lên, sau đó giải thích. Nước này có 8 thứ ác, xin được trì kinh ở nước khác. 8 thứ ác đó là: một, xứ ác. 2, người ác vì cực kỳ tệ khốn. Chữ tệ còn viết là, đọc là phiệt, chỉ vẻ khinh bạc, dễ tức giận. Chữ tệ có nghĩa như chữ uyết. 3, mạn ác. 4, đức ác. 5, sân ác. 6, trược ác. Gần ngoại đạo, cho nên khỏi các tà kiến. 7, xiểm ác. Xiểm có nghĩa là a dua su nị, nghiêng mình, dường như vẻ nhún mình. Chiều ý lựa lời đó gọi là xiểm, đó là thần ngữ xiểm.